Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là máy đo oxy hòa tan DO các bạn ha. Và nhiệt độ cầm tay của hãng Adewa, máy mạng model là AD630. Được sản xuất tại Hungary các bạn ha, vừa được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Máy đo oxy hòa tan DO và nhiệt độ cầm tay Adewa AD630 dùng để đo oxy hòa tan và nhiệt độ trong ngành xử lý nước thải, môi trường, nuôi trồng thủy hải sản trên toàn quốc. Và Khang Kiên hiện phân phối các sản phẩm của hãng Adewa của Hungary các bạn. Và dạng máy sử dụng cầm tay tiện lợi, tiêu chuẩn chống nước, kết quả chính xác cao khi đo mẫu trong môi trường khắc nghiệt. Thiết bị sử dụng phần mềm tân tiến nhất, xử lý sau chép xuất kết quả một cách linh hoạt. Với thang đo DO từ 0 đến 45 ppm, độ phân giải 0,01. Thang đo oxy bão hòa là từ 0 đến 300%, độ phân giải 0,1%. Thang đo nhiệt độ là từ 0 đến 50 độ C, 32 đến 122 độ F, độ chính xác là -1.5%, -0,5 độ C. Chức năng hầu cho phép ổn định giá trị đọc một cách tự động linh hoạt nhất. Hiện nay tự động lắc khi không sử dụng, cài đặt 5 phút hoặc tắt, tiết kiệm điện năng. Màn hình hiển thị LCD hiển thị thông số một cách chính xác và rõ nét. Chuẩn máy tại 1 hoặc 2 điểm, tự động bù trừ nhiệt độ một cách linh hoạt trong đo đạc và hiệu chuẩn máy. Tự động bù trừ độ cao 0 đến 4.000m, tự động bù độ mặn từ 0 đến 50g trên lít. Bộ nhớ lưu được 100 kết quả đo, cổng kết nối RS232, nguồn điện 4 pin 2A 1.5V, thời gian sử dụng lên tới 2200 giờ. Được cung cấp bao gồm AD630, điện cực kép đo DO và nhiệt độ cấp dài 3m, 5 màn điện cực, dung dịch KOCH 30ml, cáp nối kết nối màn hình và phần mềm xử lý số liệu, tài liệu hướng dẫn sẽ ăn sử dụng. Có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ với website maydothinghiệm.com.vn hoặc khangkien.com.vn qua hotline 0938 222 991 hoặc 0936 620 757. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại với những video kế tiếp.